Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình bổ sung cho nguồn điện quốc gia 3,6 đến 3,9 tỷ kWh mỗi năm. Hải Dương nâng cao thương hiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Hà Nam thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Thành phố Ninh Bình chủ động phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học. Hành trình du lịch về miền di sản dân ca quan họ miễn phí bằng xe buýt tại Bắc Ninh. An ninh trật tự và công tác quản lý tại đền Mẫu Hưng Yên có nhiều chuyển biến tích cực. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết, người dân trồng cây cảnh ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lại tất bật xuống đồng tập trung chuẩn bị cho vụ cây mới. Sau khi thu hoạch, các diện tích trồng cây cảnh được các nhà vườn tiến hành dọn ruộng đào đất, đồng thời bổ sung chất dinh dưỡng chuẩn bị cho vụ cây mới. Với những diện tích trồng quất thì một phần được dành để trồng ươm cây phôi mới, còn lại tranh thủ gieo trồng, xen canh một số loại rau màu ngắn ngày. Đến khoảng tháng 5 âm lịch sẽ tiến hành trồng cây. Với những diện tích trồng bưởi, cam, bà con bắt đầu cho lên chậu và tập trung uốn tỉa, gò tán tạo thế. Huyện Văn Giang có trên 300 ha cây cam, quất cảnh, trong đó khoảng 200 ha quất, còn lại là bưởi, cam, các loại. Được biết năm 2018, cơ bản các diện tích này đã được tiêu thụ hết, trung bình mỗi sào cho thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng, trừ chi phí còn thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Từ niềm đam mê hoa địa lan Hoàng Vũ, sau hơn 10 năm chăm sóc, ươm trồng, ông Trần Phi Công và ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Bùi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã gây dựng thành công vườn địa lan, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là vườn địa lan Hoàng Vũ tư nhân lớn nhất đất nước. Nhận thấy nhu cầu chơi địa lan là rất lớn, tuy nhiên cả nước chưa có vườn quy mô lớn với các giống lan quý hiếm. Năm 2007, ông Trần Phi Công và ông Nguyễn Văn Thành ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc đã đầu tư cây giống, nhà xưởng và bắt tay vào gây dựng vườn lan. Sau hơn 10 năm tìm tòi, kỳ công chăm sóc, thuần dưỡng và nhân giống, đến nay vườn địa lan Hoàng Vũ thành công có diện tích trên 5.000 m2, trong đó có hai khu vực trồng địa lan rộng 1.100 m2 với khoảng 2.300 chậu. Địa lan, đặc biệt là lan Hoàng Vũ, rất được ưa chuộng vào những dịp lễ Tết. Có được một chậu địa lan nở vàng rực trưng cho ngày Tết là mong ước của những người chơi. So với những loài cây cảnh khác, giá một chậu địa lan Hoàng Vũ khá cao, khoảng từ vài triệu tới hàng chục triệu đồng. Với mong muốn được quảng bá rộng rãi tới mọi người về thú chơi lan, ông Công sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng địa lan để những người yêu lan có thể phát triển loài hoa quý này. Để nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tập trung phát huy nội lực khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương để mạnh phát triển kinh tế toàn diện. Trong sản xuất nông nghiệp, Kim Bảng thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, chú trọng khâu liên kết cung ứng giống tiêu thụ. Các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị như sản xuất lúa giống và lúa nhật chất lượng, sản xuất cây màu như bí, ngô, dưa xuất khẩu với các doanh nghiệp cho giá trị cao hơn từ 20 đến 25% so với sản xuất thông thường. Chăn nuôi được mở rộng theo hướng trang trại, gia trại tập trung, thực hiện theo phương thức nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. Thực hiện việc tích tụ tập trung ruộng đất để sản xuất nông sản sạch, trên địa bàn đã có 2 doanh nghiệp chế biến nông sản, 5 cửa hàng giới thiệu và cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch, góp phần phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm bình quân 1 ha đất canh tác đạt từ 85 triệu đồng 1 ha năm 2010 lên hơn 180 triệu đồng 1 ha năm 2018. Đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 13,1%, công nghiệp xây dựng 64,2%, dịch vụ 22,7%, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Sau thời gian 4 năm thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, cả hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã đi vào vận hành thương mại, chính thức khánh thành, sẽ góp phần bổ sung cho nguồn điện quốc gia với sản lượng hàng năm từ 3,6 đến 3,9 tỷ kWh. Đây là một trong những dự án trọng điểm của chính phủ do EVN làm chủ đầu tư. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình có quy mô công suất 600 MW, sử dụng công nghệ hiện đại và nguồn vốn ODA khoảng 1,27 tỷ đô la Mỹ của chính phủ Nhật Bản. Nhà máy đi vào hoạt động, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thái Bình và một số tỉnh lân cận vùng đồng bằng Bắc Bộ, bổ sung thêm nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện hàng năm từ 3,6 đến 3,9 tỷ kWh, doanh thu 6.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng 600 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn,
Để duy trì và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững, một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành chức năng và các cơ sở sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp đặc biệt coi trọng, đó là nâng cao thương hiệu sản phẩm, ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có 67 làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Những năm gần đây, các làng nghề phát triển tương đối ổn định. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có nhiều nhóm ngành nghề khác nhau như chế biến nông sản thực phẩm, gốm, sứ, thêu gen, mộc mỹ nghệ. Cùng với bảo tồn, phục dựng sản phẩm nghề truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, tiêu biểu như gốm Chu Đậu, bánh gai Ninh Giang, thêu gen Tứ Kỳ, mộc mỹ nghệ Đông Giao. Các sản phẩm tạo ra đều gắn liền với thương hiệu của mỗi làng nghề và các thương hiệu này ngày càng được khẳng định ở thị trường trong và ngoài nước. Làm sao để nước sạch vừa là nhu cầu thiết yếu, vừa đảm bảo cho cuộc sống của con người, tránh được những bệnh tật rủi ro? Đây đã trở thành một mục tiêu quan trọng mà Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên phấn đấu để nâng cao chất lượng nước đáp ứng nhu cầu của người dân trên các địa bàn công ty phục vụ. Sau 2 năm cổ phần, Công ty Nước sạch Hưng Yên đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo lại một số hạng mục thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước. Năm 2018, công ty đầu tư gần 80 tỷ đồng để khai thác nguồn nước mặt sông Luộc và sông Hồng, cải tạo bể lắng và các công trình khác cung cấp cho hai nhà máy nước ở thành phố Hưng Yên và xã Phùng Hưng. Nước sẽ được lấy từ mặt sông qua hồ Dư Lắng có dung tích khoảng 50.000 mét khối và bơm về nhà máy nước sạch ở Hưng Yên để xử lý và cung cấp cho các hộ dân. Đây là đơn vị duy nhất của tỉnh có hồ Dư Lắng để dự trữ nguồn nước và hạn chế các tác hại tới chất lượng nước do môi trường đem lại. Hoạt động từ năm 2014, nhà máy nước Phùng Hưng cấp nước cho các xã Phùng Hưng, Chí Tân, Liên Khê, Bình Kiều, huyện Khoái Châu và các xã Toàn Thắng, Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Trước đây, các hộ dân ở đây chủ yếu dùng nước giếng khoan, nay được dùng nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên nên rất phấn khởi. Theo tôi cảm nhận là cái nước mưa nó cũng không phải là sạch, bởi vì trước kia thì không nói, nhưng bây giờ nó rất là ô nhiễm. Đến giờ phút này mà có cái nguồn nước sạch của công ty nhà máy nước ở cuối thôn Canh Hạ mà đã phục vụ bà con, đã về tới đây, thì bản thân tôi là người dùng đầu tiên ở cái khu vực này, tôi cảm nhận được nó quá sạch luôn, như nước suối. Năm 2019 này, công ty nâng công suất nhà máy nước Ân Thi từ 1.000 mét khối lên 4.500 mét khối một ngày đêm. Hiện nay công ty đã giải đường ống đến nhiều xã của huyện, qua đó sẽ chủ động điều kiện đấu nối công tơ và cấp nước cho hơn 13.000 hộ dân ở khu vực này. Giếng khoan bây giờ cái nguồn nước cũng cạn kiệt, mà hơn nữa là cái lượng ngoài tạp hóa nó nhiều. Thế sau khi mà sử dụng ấy, là các cái lóng lạnh nhà tôi cũng đã bị hỏng. Dòng nước máy thì nó rất là sạch sẽ mà an tâm. Đấy, về chất lượng đã có kiểm dịch rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là sử dụng thì các cái đồ đoàn của nhà mình ấy, nó sạch sẽ mà giặt quần áo nó còn trắng ra. Năm 2019, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên tiếp tục đầu tư khoảng 80 tỷ đồng để nâng cấp các trạm xử lý nước, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước, đồng thời cải tiến công tác quản lý và vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát và nâng cao chất lượng nước phục vụ người dân. Tuy nhiên, ngoài việc phấn đấu quyết tâm của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên cũng rất cần sự vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt của các cấp các ngành trong ban chỉ đạo cấp nước sạch của tỉnh và sự ủng hộ của người dân trong khu vực. Với cơ quan quản lý thì tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân hiểu được cái tác dụng của việc sử dụng nước sạch so với việc sử dụng nước hiện nay. Người dân đang sử dụng là tự khai thác, tự sản xuất. Nó có tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ bệnh tật phát sinh trong đó mà người dân không biết. Cái nghị thứ hai là tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp cấp nước theo nghị định 57 của chính phủ để các doanh nghiệp có đủ tầm, đủ sức và tăng thêm cái điều kiện để nâng cao, đổi mới công nghệ, phục vụ người dân được tốt hơn trong vấn đề quản lý và sử dụng nước sạch. Đến nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đã có gần 19.000 khách hàng đang sử dụng nước, tăng 1.800 công tơ so với đầu năm 2018.
Năm 2019, công ty phấn đấu lắp mới cho hơn 3.000 hộ dân. Đây vừa là mục tiêu cũng là thách thức với cán bộ nhân viên của công ty trong năm kỷ hợi này. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019 là năm học thứ 6 các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non. Đây là chuyên đề giáo dục có tính chuyên sâu, đáp ứng mục tiêu tạo cơ hội cho trẻ mầm non được phát triển lành mạnh cả về thể chất và trí tuệ. Đến nay, 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi, gần 80% lớp mẫu giáo 3-4 tuổi và các nhóm trẻ trên địa bàn tỉnh đã có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định, đảm bảo các điều kiện cơ bản cần thiết cho thực hiện giáo dục phát triển vận động, giúp trẻ phát triển vận động trong trường lớp đảm bảo an toàn, phù hợp và hiệu quả. Theo thống kê, trong số 119 trường mầm non toàn tỉnh, hiện có 99 trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều trường đã có phòng giáo dục thể chất được trang bị các thiết bị đồ dùng đồ chơi phù hợp với hoạt động phát triển vận động như vòng thể dục, gậy thể dục, cổng chui, cột ném bóng, bóng các loại, đồ chơi bowling. Đối với các trường, điểm trường chưa có phòng giáo dục thể chất đã linh hoạt tận dụng sân chơi, khai thác sử dụng khu vui chơi ngoài trời, các thiết bị đồ chơi cho trẻ vận động an toàn phù hợp. Với việc đưa chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non vào thực hiện đã góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức và cả cách thức giáo dục phát triển vận động của cán bộ giáo viên các trường mầm non. Từ đó các hoạt động vận động cho trẻ được thực hiện theo đúng cấu trúc, nội dung, cách thức tiến hành tiết học thể dục cho trẻ trong chương trình giáo dục chung, giúp trẻ được tham gia nhiều hơn trong các hoạt động vận động, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, khỏe mạnh, tăng cường tính độc lập. Mặc dù bị mù bẩm sinh, nhưng với mơ ước lớn lao, cậu học trò Nguyễn Văn Quảng, học sinh trường trung học cơ sở xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, vẫn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để gắng thực hiện ước mơ sau này. Phát hiện bị mù bẩm sinh, nhưng học đến lớp 7 thì Quảng vĩnh viễn sống trong thế giới bóng đêm. Với niềm đam mê tin học đã khiến em nỗ lực vượt qua khiếm khuyết của bản thân. Những ngày đầu làm quen với việc học mà không có ánh sáng, em cặm cụi với chiếc máy tính, kiên trì tập gõ và quen nhịp với bàn phím một cách thuần thục. Ngay từ đầu thì nó cũng khó ở cái đoạn đánh văn bản, về sau thì cũng dễ. Đi kiểu cháu muốn học loại máy tính hơn, muốn lập trình các phần mềm. Khi mà cháu bị bệnh như vậy thì cháu cũng rất là cố gắng trong học tập, ngay từ nhỏ là cháu học bài, là đi lớp về là có bài nào đến hôm nào trên lớp chưa hết là về cháu tự bỏ ra cháu làm, không bao giờ phải nhắc nhở. Hiện Quảng vẫn đến lớp đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 9. Qua sự nỗ lực, giờ đây việc học không còn là thách thức với em nữa. Em đã thành thạo trước nhiều thao tác như đánh văn bản, ký tự toán học, lướt web, tạo dựng các trang mạng. Những tiết học, kiến thức của thầy cô được em tiếp thu một cách nhanh chóng và em được thầy cô quý mến đánh giá cao. Tôi thấy em Quảng mặc dù là bị khiếm thị nhưng mà em có tinh thần học tập rất là tốt. Em luôn yêu thích những cái môn học và rất là hòa đồng với các bạn ở trong lớp. Bạn Quảng chính là một trong những tấm gương để cho những cái bạn học ở trong lớp noi theo vì sự nỗ lực, sự cố gắng vươn lên của bạn trong học tập. Thiệt thòi hơn, các bạn không có đôi mắt sáng, nhưng với em, tinh thần lạc quan đã chiến thắng sự khiếm khuyết ấy. Mong rằng với sự nỗ lực của bản thân, Quảng sẽ đạt được ước mơ và trở thành lập trình viên, là giáo viên cho những học trò khiếm thị trong tương lai. Nhằm đảm bảo cho học sinh trước các nguy cơ tai nạn thương tích, các trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kỹ năng sống cho các em. Ghi nhận tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong là ngôi trường đã được xây dựng từ lâu. Mặc dù đã được quan tâm sửa chữa tu bổ, nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ. Phần lan can tại các dãy lớp học còn thấp, chỉ cao khoảng 80cm, không an toàn, nhất là đối với học sinh tiểu học còn hiếu động. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cuối năm 2018, lan can được gia cố thêm hệ thống song sắt rất chắc chắn, nâng chiều cao thêm 55cm. Đã góp phần đẩy lùi nguy cơ tai nạn thương tích cho học sinh khi chơi đùa vào mỗi giờ ra chơi. Đối với giáo dục môn giáo dục kỹ năng sống thì chúng tôi dạy rất là nhiều. Đặc biệt đó là dành rất là nhiều thời lượng trong chương trình về cái giáo dục các em về cái an toàn trong trường học. Đó là khi các con tham gia các hoạt động, kể cả là ở ngoài giờ lên lớp, ở trong nhà trường và khi về với gia đình thì các con cũng biết cách chơi như thế nào cho an toàn.
học sinh tới trường không chỉ được giảng dạy về kiến thức mà còn cần được quan tâm bảo vệ về thể chất, bồi dưỡng tinh thần. Xây dựng môi trường sinh hoạt, học tập an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ tai nạn cho học sinh cũng là cách để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong mỗi nhà trường. Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Festival về miền Quan Họ 2019, tour du lịch miễn phí về miền di sản dân ca Quan Họ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức đã đáp ứng nhu cầu tham quan của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá nét đẹp điểm đến du lịch giàu bản sắc văn hóa của vùng Bắc Ninh, Kinh Bắc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh tổ chức các tour du lịch miễn phí bằng xe buýt nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách có những trải nghiệm thực tế. Xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Ninh thân thiện, mến khách qua nhiều lần triển khai, tour ngày càng hoàn thiện, không những miễn phí cho người dân và du khách tham gia. Theo tour lần này, còn có hướng dẫn viên du lịch sẵn sàng hướng dẫn, giới thiệu tới du khách những nét đẹp văn hóa, lịch sử, truyền thống tại các thắng cảnh tiêu biểu. Bởi vậy, du khách tham gia được trải nghiệm nhiều hơn, hiểu rõ hơn về bản sắc vùng đất con người Bắc Ninh, Kinh Bắc. Qua nhiều lần tổ chức, tour du lịch miễn phí bằng xe buýt ngày càng mang lại trải nghiệm tốt đẹp cho du khách tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh phát triển, giàu bản sắc, nét đẹp di sản văn hóa truyền thống. Đền Mẫu thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến, thành phố Hưng Yên thu hút đông du khách thập phương tới tham quan và chiêm bái dịp đầu xuân năm mới. Tình hình an ninh trật tự và công tác tổ chức quản lý tại đền trong mùa lễ hội năm nay có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Khu vực trước cổng đền Mẫu không còn tình trạng ăn xin, ăn mày, đổi tiền lẻ công khai. Lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố phường Quang Trung và Minh Khai làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và trông giữ xe máy ô tô, không để người đi lễ đỗ xe trước cổng đền, cho nên giao thông tại khu vực đền Mẫu, đền Trần thông thoáng. Đặc biệt, không có hiện tượng chặt chém du khách ở những nơi gửi xe do ban bảo vệ dân phố quản lý. Khu vực trong đền Mẫu, Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến đã lắp đặt nhiều camera an ninh để theo dõi các hoạt động trong đền. Qua theo dõi camera an ninh, Ban Quản lý đã kịp thời phát hiện được một vụ trộm cắp tài sản của du khách. Công tác phòng chống cháy nổ được tăng cường, Ban Quản lý bố trí các bình cứu hỏa và thùng nước đặt ở gần các ban thờ. Ban Quản lý Di tích còn cử người thường xuyên túc trực hướng dẫn, nhắc nhở du khách không thắp hương trong nội tự, đặt tiền đúng nơi quy định, hạn chế dâng và đốt vàng mã trong khu vực di tích. Nghề là linh vật đã xuất hiện từ lâu trong văn hóa của người Việt, xuất hiện trong không gian tôn giáo tín ngưỡng như chùa, đình, đền, miếu. Trong thời gian qua, linh vật này ngày càng được phục hồi để làm sống lại vẻ đẹp của hệ thống linh vật Việt trong đời sống hiện đại. Nghề là sản phẩm tưởng tượng mang tính thuần Việt, đã đi vào đời sống văn hóa của người Việt từ lâu đời và xuất hiện tại nhiều di tích lịch sử văn hóa. Tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, hình tượng con nghê được người xưa tạc thành một cặp, canh giữ tại cổng chính vào đền, khẳng định bản sắc văn hóa Việt, đồng thời như một sự thân thiện chào đón mọi người. Người ta gọi là linh vật. Linh vật tức là vật linh thiêng, vật thiêng đã được thiêng hóa đi để trông coi nhà cửa của thần thánh, nơi tôn nghiêm thần của miếu, nên là nơi coi như đấy là được thiêng hóa đi, được linh hóa, người ta gọi là linh vật, là một con vật được linh hóa lên, nên người ta gọi là linh vật. Nhưng nó không nằm trong cái tứ linh là Long Ly Quy Phượng, thì tứ linh Long Ly Quy Phượng là trầu và vua chúa, trầu và các ngai, nhưng đây con nghê không được trầu vào trong, nó không nằm trong tứ linh mà nó chỉ nằm một dạng như là con chó coi nhà của Dương Trần. Đấy, nhưng nó được thiêng hóa, được linh hóa lên, nên ta gọi là linh vật, tức là một vật linh thiêng được thiêng hóa lên và cách điệu hóa để trở thành một cái vật để coi như coi tất cả cái nơi chốn tôn nghiêm linh thiêng đó. Theo nhiều nghiên cứu, hình tượng con nghê mang ý nghĩa là cầu mong mưa thuận, gió hòa, mọi vật sinh sôi nảy nở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chính thức khuyến khích phát triển linh vật nghê đi sâu hơn trong cuộc sống văn hóa Việt Nam. Xác định sau Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc thường có diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều điểm đánh bạc trên địa bàn với nhiều đối tượng tham gia. Khám xét tại chỗ, trong người các đối tượng và nhà ở của đối tượng Sơn, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền trên 226 triệu đồng cùng toàn bộ vật chứng liên quan.
Đây là tụ điểm đánh bạc gây nhức nhối về an ninh trật tự tại địa phương những ngày sau Tết. Thủ đoạn của đối tượng Sơn hết sức tinh vi. Địa điểm đánh bạc nằm sâu trong thôn, nhà xây kiên cố, kín cổng cao tường. Bên trên tường rào xung quanh nhà quây lưới sắt. Vợ đối tượng trực tiếp cảnh giới và thu tiền hồ của các con bạc từ 50.000 đến 100.000 đồng một người. Hiện Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định tạm giữ 13 đối tượng để điều tra, làm rõ, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng hiện đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!